Xin chào cả nhà, hôm nay tôi xin chia sẻ một bữa ăn của những bé cún già ở mái ấm Titi ha cô chú và anh chị. Mấy nay thì có một mình Ti làm việc thôi cả nhà mình ơi. Hơi buồn một chút nhưng không sao hết, Ti vẫn cố gắng làm tốt công việc của mình. Bữa ăn của những bé cún già thì cũng giống như bé cún trẻ, có thịt, có rau và có cơm cô chú và anh chị. Nhưng mà Ti ưu tiên cho những bé cún già một chút là cho các con ăn nhiều thịt hơn một tí đó cả nhà. Và một ngày các con được ăn 3 bữa, buổi sáng thì ăn nhẹ với hạt, buổi trưa thì ăn cơm và chiều tối sau khi dọn dẹp vệ sinh xong, Ti có để một ít hạt cho các con ăn, nếu mà buổi tối các con đói thì có thể nhâm nhi. Ha cô chú và anh chị. Các bé cún nhà mình khi mà thấy Ti chuẩn bị đồ là biết sắp được ăn rồi, nên ngồi xếp hàng ngay ngắn để chờ đợi Ti phát cơm cho từng bé một đó cô chú và anh chị. Vì có một mình Ti chia cơm nên nó hơi lu bu một chút, mong cô chú và anh chị thông cảm. Những cái ngày thường thì sẽ có bạn Tý và chị Thủy phụ Ti, nhưng mà cả tuần nay không có ai phụ hết cả nhà. Một mình Ti phải dọn dẹp rồi nấu nướng, làm rất nhiều công việc luôn cô chú và anh chị, nên hôm nay Ti hơi đau đầu một chút. Nhưng mà không sao hết, lúc nào cũng vậy. Chỉ cần được sống bên cạnh các bé là Ti thấy rất vui cô chú và anh chị. Giống như là bệnh á, thì mình cũng thấy là mình có thể cố gắng để vượt qua đó cả nhà. Video này cũng như là những cái lời yêu thương, cảm ơn chân thành nhất của Ti thay cho những em cún mèo đang sinh sống ở mái ấm Titi gửi đến tất cả quý khán giả, cô chú anh chị cũng như tất cả các bạn đã yêu thương và theo dõi mái ấm. Nhờ vòng tay yêu thương của cả nhà, các em cún mèo ở mái ấm Titi mới có được ngày hôm nay, mới có được một bữa cơm ăn, một viên thuốc uống và có một cuộc sống bình yên. Trong quãng đời phía trước, thật sự Ti cảm ơn cả nhà rất nhiều và Ti cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn không những quan tâm đến cuộc sống của các bé còn quan tâm đến sức khỏe của vợ chồng Ti. Và Ti cũng sẽ cố gắng làm những gì tốt nhất để cô chú và anh chị cũng như quý khán giả không cảm thấy buồn phiền, không cảm thấy hối tiếc vì những gì mình đã cho đi ha cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều. Mấy nay Titi Coffee hơi vắng một chút cô chú và anh chị, cũng có thể là Titi ở xa quá và các bạn thì chủ yếu là được nghỉ vào ngày thứ bảy chủ nhật thì mọi người mới ghé đến đây chơi. Ti mong sao là tương lai sắp tới Titi Fest Coffee sẽ đến được rộng rãi với mọi người hơn, giá cả rất bình dân cô chú và anh chị. Một vé vào chơi ở Titi Coffee là góp phần cùng với tất cả mọi người chung tay giúp đỡ cho những số phận cơ nhỡ lang thang ở đây. Ti hy vọng rằng mọi người sẽ chia sẻ video, like, share và dành thời gian một chút cho các bé nhà Ti ha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Một lần nữa Ti xin thay những số phận cơ nhỡ lang thang đang sinh sống ở mái ấm Titi. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn quý khán giả, cảm ơn tất cả các bạn. Xin kính chúc mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc, luôn may mắn và bình an trong cuộc sống. Cảm ơn những trái tim nhân hậu, cảm ơn những vòng tay yêu thương. Cả nhà nhớ đón xem những video tiếp theo của Mái Ấm Titi nha cả nhà. Nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho Ti nhé. Cảm ơn mọi người ạ.